Mình chào các bạn. Mình đang quay cho các bạn xem. Đây là một loài hoa, nó có cái màu tím nè các bạn. Cái màu tím đây là màu tím nhẹ nhẹ nè. Loại hoa này á, là nó có hai màu. Đây là màu tím và nó còn có một màu nữa là màu trắng đó các bạn. Cái loại hoa này nó có tên là hoa thanh anh các bạn nha. Và loại hoa này là chỉ có trồng được ở Đà Lạt thôi các bạn ơi. Vì loại hoa này nó hợp với khí hậu lạnh các bạn. Thì các bạn xem cái chùm hoa của nó. Nhìn những cái hoa nhỏ nhỏ ở trong một cái chùm nó xinh lắm nè các bạn. Mình zoom zoom lại gần này các bạn nè.